xin chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh Roll City TV. Tiger Mom Who Are You? Nếu quý vị mà search cái chữ Tiger Mom trên Google thì sẽ ra những hình ảnh như thế này để diễn tả về Tiger Mom nha quý vị. Sự thật về Tiger Mom. Tiger Mom không phải là nói người mẹ hung dữ Tiger Mom, mà chỉ những cái người mẹ gốc Á Châu như là gốc Việt Nam nè, gốc Trung Quốc, là cái cách giáo dục của người mẹ gốc Á Châu thì rất là nghiêm khắc, lúc nào cũng rình rập con cái, rồi răn đe con cái, giống như là người ta nói là thương cho voi cho vọt, đúng không quý vị? Theo như cách nhìn và suy nghĩ của người Mỹ về người cha mẹ gốc Á Châu của mình là giống như là một cái con hổ, lúc nào cũng theo dõi rình rập con cái, vì họ mong con cái của họ luôn thành công và vang dội ở nước Mỹ này. Vì những người cha mẹ gốc Á Châu ở Mỹ này rất là kỳ vọng vào con cái của mình nên dùng cách thương cho roi cho vọt, đúng không quý vị? Và đây là những hình ảnh những người bảo mẫu ở Việt Nam thương trẻ con theo cách thương cho roi cho vọt nè quý vị, rất là bạo hành và rất là hung dữ nha. Đây có lẽ là tác dụng phụ của cái kiểu thương cho roi cho vọt, đúng không quý vị? Mình nghĩ cái cách thương cho roi cho vọt này cũng phải suy nghĩ lại nha. Quý vị nghĩ Tiger Mom là chỉ đích danh người Chinese Mom hay là Vietnamese Mom? Thật sự thì người Mỹ không thể phân biệt được người Chinese hay người Vietnamese, và họ đánh đồng người Vietnamese như là người Chinese. Ở Mỹ có một bộ phim truyền hình đó là China Beach, nhưng mà lại nói về Bắc Mỹ An Đà Nẵng, ngộ không quý vị? Bộ phim truyền hình China Beach này nhưng mà lại nói về Việt Nam nha quý vị. Nói dựa theo cuốn tiểu thuyết là Home Before Morning của một nữ quân y trong quân đội Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam, kể lại câu chuyện diễn ra trong cái quân y ở Đà Nẵng, Mỹ Khê Đà Nẵng gì đó quý vị. Vì những người lính Mỹ làm cho đội quân y đóng quân ở Đà Nẵng, Việt Nam, đặt cái biệt danh cho biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ Khê là China Beach đó quý vị. Theo cái tác phẩm Home Before Morning là một cái cuốn hồi ký của người lính Mỹ, kể về sự sốc văn hóa tâm lý, gọi là cái bệnh PTSD, nghĩa là Post Traumatic Stress Disorder. Nói chung thì sự khác biệt văn hóa của người Mỹ và người Á Châu đôi khi tạo ra những hiểu lầm và sốc văn hóa rất lớn nha quý vị. Phải cẩn thận về sự khác biệt về giáo dục và văn hóa của người Á Châu và người Mỹ nha quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng hai mẹ con nhà Tiger đi đại náo chợ cuối tuần nha quý vị. Vừa bước vào cổng siêu thị supermarket là có những cái máy bán đồ chơi cho con nít nè quý vị, và cái máy gấp thú nữa nè quý vị, thấy không? Và cái máy màu trắng kế bên là cái máy mà mua lại điện thoại cũ nhưng mà còn contracts nha quý vị. Cũ vừa vừa thôi, không có cũ quá, vẫn còn mới nhưng mà đã xài rồi. Đây là cái máy mua lại những cái điện thoại đó. Và kế bên là cái máy màu vàng, là cái máy làm chìa khóa đó. Quý vị muốn làm thêm chìa khóa thì bỏ cái chìa khóa vô, rồi mình bỏ bao nhiêu tiền đó, nó sẽ làm y chang cái chìa khóa, giống y chang. Nhưng mà còn
cái máy màu đỏ này là cái máy cho mướn phim đó, những cái phim mình muốn coi đó. Trong này nguyên cái bộ sưu tập phim mình muốn coi đó sẽ có cho mình. Đây, đây là cái máy gấp thú nữa nè quý vị, thấy không? Con mình nó mê quá, mình phải cho nó một đồng chơi, mà cuối cùng chơi không được, cái máy nó bị nuốt tiền mình trong đó. Mình phải nói chuyện với nhân viên và họ lấy tiền trả lại mình vì cái máy bị hư rồi. Mời quý vị hãy theo dõi video hai mẹ con mình đại náo cái supermarket này, xem coi mình có khắt khe với con mình giống như là Tiger Mom không quý vị. Nói đùa thôi chứ đôi khi mình cũng phải cẩn thận với sự khác biệt văn hóa và cách giáo dục của người Mỹ và người Á Châu, vì đôi khi nó phạm phải luật gì đó. Những bậc cha mẹ người gốc Á Châu ở Mỹ này phải cẩn thận nha quý vị, làm gì cũng phải để ý tới luật nước Mỹ nha. Biệt về văn hóa về và giáo dục của người Á Châu và người Mỹ rất là khác biệt, và đôi khi sẽ tạo nên cái những cái sốc văn hóa giống như cái bộ phim China Beast mình mới kể cho quý vị nghe đó, là dựa theo cái cuốn tiểu thuyết hồi ký của cái người lính Mỹ tham gia chiến tranh lúc mà ở Việt Nam. Thì cái sự khác biệt về văn hóa, sốc văn hóa khi mà những cái người lính đó ở Việt Nam đó, thì nó tạo nên những cái sự funny, buồn cười vì sự khác biệt văn hóa của người Việt với người Mỹ, suy nghĩ rất là khác nhau. Nhưng mà khi những chiến tranh kết thúc, những cái người lính Mỹ đó trở về nước Mỹ thì người ta ngược lại, người ta lại bị cái sự sốc văn hóa khác, là do người ta ở Việt Nam đó, người ta bị ảnh hưởng cái nền văn hóa Việt Nam đó, người ta trở về Mỹ người ta bị ngược lại cái sự sốc văn hóa khác. Cái triệu chứng nó gọi là cái bệnh PTSD, là giống như là Post Traumatic Stress Disorder, là cái đầu của người ta đảo lộn, đôi khi không biết suy nghĩ như thế nào hết quý vị. Trái táo mà được nhúng vô kẹo chocolate nè quý vị, và caramel nữa. Cái trái này thì nhúng caramel và chocolate luôn, mà trang trí rất là đẹp, cắm cái que vô đó, ăn hết chocolate đó, là ăn bên trong là cái trái táo. Thông thường là trái táo bên trong là trái táo màu xanh đó quý vị, đó là rất là đủ hình dạng bán trong chợ cuối tuần ha.
video done now? How many pounds? 4.2 pounds. Oh, it's wobbling. Stop. 5 pounds. Exactly. That's not 5 yet. It's not 5 pounds yet. Cho lễ hội Halloween nè quý vị. Halloween có những cái màu chủ đạo như là màu đen, màu cam, cái màu pumpkin, là màu tím là phù thủy, màu đen là ma quỷ. Funny ha quý vị. Đủ thứ màu sắc trang trí rất là đẹp. Rất là đẹp mắt nha quý vị. Nhìn tươi ngon, nhìn là muốn mua liền ha. Và đây là kẹo và hoa trang trí cho Halloween đó quý vị. Đó, kẹo trưng bày ready cho Halloween á, xếp trong cái bình hoa rất là đẹp. Và cái khu này trong chợ là có bán hoa luôn đó. Nhìn đẹp không quý vị? Chợ có bán đủ thứ, bán hoa, bán đồ ăn, rồi đủ thứ, bán quần áo, bán dù nữa đó, hoa lan, hoa cúc, đủ thứ hoa rất là đẹp. Và những cái người rơm nè, người rơm đẹp ha. Siêu thị và lựa chọn được những món hàng cần mua thì hai má con mình đi ra đây tự tính tiền bằng cái máy tính tiền á quý vị. Cái máy tính tiền nó cân cho mình luôn, nó có cái mã code á, nó cân, nó nhận ra cái món hàng, nó scan cái code cân tính tiền luôn cho mình ha. Tất cả tự động hết, mình trả tiền bằng tiền hay là trả tiền bằng thẻ, là cái hệ thống nó kết nối với nhau hết, tự làm hết. Okay. Trên cái máy tính tiền này là có một cái camera để theo dõi mình đó quý vị. Vì vậy đừng có chủ quan nghĩ không ai theo dõi mà ăn gian nha, rất là nguy hiểm đó. Put it back there.
Okay, you need to freeze it. Continue scanning. No, he doesn't call. Yeah, you're not going to.